mà trong năm vừa qua đã có một bộ phim được nhắc tới rất là nhiều. Khi mà đội tuyển Nhật Bản thực sự thành công tại World Cup thì một lần nữa câu chuyện này, bộ phim này mới nổi tiếng trở lại và có thêm một sự đặc biệt khác với bộ phim này. Đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Giữa thị trường thiếu hụt những tác phẩm thể thao hấp dẫn, bộ phim hoạt hình Blue Lock đã tạo được tiếng vang lớn khi sử dụng đề tài thể thao làm chủ đạo. Tuy nhiên, những tình tiết của bộ phim vẫn hấp dẫn kể cả với những ai không rành về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Cốt truyện của bộ phim hoạt hình này nói về giấc mơ vô địch World Cup của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Và để có thể hiện thực hóa được mục tiêu đó, họ đã tạo ra dự án huấn luyện cầu thủ và tuyển chọn những người Nhật Bản giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Khá trùng hợp khi bộ phim Blue Lock lại được ra mắt trong năm 2022 ở khắp nơi trên thế giới. Với phương pháp này, lối đá của đội tuyển Nhật Bản đã trở nên hoàn toàn khác biệt so với những kỳ World Cup trước đây, và họ cũng đã tạo ra hai trong số những cú sốc lớn nhất. Đội tuyển Nhật Bản cũng đã để lại những khoảnh khắc mà chỉ có thể được nhìn thấy trong phim ảnh, với cú cứu bóng khó tin này và thu hút người xem cho tới thời điểm hiện tại. Sự đổi mới trong ngành công nghiệp phim hoạt hình của Nhật Bản của bộ phim Blue Lock. Vâng, đúng là khi mà nhắc về đất nước Nhật Bản thì chúng ta phải nói nhiều về những bộ phim hoạt hình. Nhưng nếu như